Tisu xin chào cả nhà, chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Shop. Buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho chị em mình cái cách chúng ta thực hiện một cái mẫu áo đầm như thế này. Đây là một cái mẫu áo đầm xòe ha, xòe xéo và cổ xéo lệch nha. Bởi vì cổ xéo lệch cho nên là mình sẽ xếp đôi cái phần vải lại. Các bạn làm thì mình cũng sẽ xếp đôi như thế này. Và với cái mẫu này thì các chị sẽ may cho em bằng vải đuổi nè, vải lụa nè, vải phi đều được nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong cái phần thiết kế và chúc chị em mình luôn tươi trẻ, vui vẻ nha. Bước đầu tiên thì mình sẽ gạch ngang một đường. Từ cái đường gạch ngang này các chị sẽ lấy cho em là bằng, bằng vai chia cho 2. Mình sẽ có số đo vai đây là bằng 34 chia cho 2 là bằng 17 nè. Các chị sẽ lấy qua cho em là bằng 17. 4. Rồi các chị sẽ lấy qua đây cho em là bằng cổ chia cho 5. Cổ chia cho 5. Cổ là bằng 35, các chị chia cho 5 thì nó được 7. Các chị sẽ lấy qua là 7. Sau đó là các chị sẽ lấy xuống cho em cái phần hạ ngực. Hạ ngực là bằng ngực chia cho 5. Các chị cộng cho em là 2. Dòng ngực ở đây là 86. Các chị chia cho 5 cộng 2 là bằng 17,5. Cộng 2 là bằng 19,5. Sau đó mình sẽ lấy xuống cái phần hạ eo. Phần hạ eo thì các chị sẽ lấy xuống cho em là bằng 36. Phần hạ mông thì các chị sẽ lấy xuống cho em là bằng 18. Kế tiếp là mình sẽ lấy phần ngang mông. Ngang mông ở đây thì lấy bằng mông chia cho 4, các chị cộng 1. Eo chia cho 4. Eo chia cho 4 các chị cộng 2 và ngực chia cho 4 các chị cộng 2. Ngang mông ở đây của mình là bằng 98, các chị chia cho 4 cộng cho 1 là bằng 24,5 cộng 1 là bằng 25,5. Các chị lấy qua cho em một đường là 25,5. Ngang eo là bằng eo chia cho 4 là bằng 72, chia cho 4 cộng cho 2 là bằng 18, cộng cho 2 là bằng 20. Lấy qua cho em là 20. Ngang ngực là ngực chia 4 là 86, chia cho 4 các chị cộng 2 là bằng 21,5, cộng cho 2 là bằng 23,5. Mình sẽ lấy ngang là 23,5. Sau đó thì các chị sẽ đi cho em một cái đường cong dọc theo phần hông. Và các chị sẽ đá nguyên cái phần này ra cái khung ngoài ha. Thì cái phần tùng váy này á, là tùy các chị. Ví dụ như cái tùng này là em đang lấy là 33, phần này các chị lên cho em là 4 phân. Rồi mình sẽ rã cái phần này ra ha. Rã cái phần eo. Và từ ở ngoài này, từ ở ngoài này các chị sẽ vào cho em là 9 phân. Mình dựng một cái đường vuông góc lên. Cách cái đường ngang ngực là cách 4 phân. Các chị sẽ vẽ cho em được cái phần bên dọc. Rồi dựng một đường vuông góc, rồi cho em là 2 phân chia làm đôi. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần có được cái phần thân trước của cái phần áo đầm, nhưng mà chưa có cái phần cổ nha cả nhà. Bây giờ đó thì cổ áo nè, mình nhìn thấy ha, từ ngoài cổ này đó là sẽ ra là 4 phân. Thì Sô sẽ lấy sẵn dấu 4 phân này. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần thân lên. Các chị sẽ cắt được cho cái phần thân trước nè.
phần thân trước này mình thực hiện xong ha. Bây giờ đó thì Tisu sẽ mở cái phần thân trước này ra. Đây mình sẽ điều chỉnh cho cái phần cổ áo nè. Cổ áo này á, là mình sẽ có được cái dấu giữa ở đây ha. Dấu giữa ở đây nè. Thì các chị sẽ đi cho em một cái đường xiên. Ví dụ như đây là mình dựng đường vuông góc xuống nè, thì nó sẽ có một đường đúng không? Thì từ cái đường này các chị sẽ đo cho em bắt đầu từ đường vuông góc xuống cho em là bằng như mẫu á, là bằng 13 phân. Thì các chị nối đường này vô. Đó là chúng ta sẽ được cái đường xiên thứ nhất. Và cái phần tiếp theo á, là từ đây nè các chị sẽ dựng cho em một cái đường vuông góc xuống, đây là 6 phân, mình lấy qua 6 phân và mình nối cái điểm này vô nè. Rồi chia cái này ra điểm giữa nè. Rồi mình sẽ xuống đây là 5 ly nè. Đó thì các chị sẽ ra được cái phần cổ áo giống như hình. Này ha, chúng ta sẽ có được cái phần cổ áo giống như hình. Rồi mình sẽ cắt cho cái phần cổ áo này. Đó, cái mẫu này thì nó sẽ hơi lạ cho cái phần cổ áo thôi. Rồi còn cái phần thân sau á, thì các chị sẽ vẽ tương tự như cái phần thân trước. Tương tự là sao? Bây giờ là mình sẽ đặt cái phần giấy lên ha, để cho các chị hình dung là mình sẽ thực hiện cái phần thân sau như thế nào. Thì cái phần này á, là mình sẽ không kéo dài cái phần váy ra mà mình chỉ cắt cái phần thân trên thôi. Ở đây á, là phần thân trên nè, các chị sẽ sang dấu qua cho em một đường nè. Lên cho em một đường nữa nè. Rồi cái phần eo này á, thì các chị sẽ lấy ngang. Lấy ngang cho cái phần ngang eo. Sau đó là đây là một phần nè. Rồi cái này là cái phần nách nè, vô một phân nè. Đó, thì các chị thấy là em vô một phân nó nằm ở đây ha. Rồi phần này thì mình sẽ đánh cong nè. Từ dưới này lên đây 7 thì các chị thấy cho em là có được cái phần thân trên. Còn cái phần thân dưới này thì các chị sẽ đi tương tự, mình sẽ kéo dài ra thôi. Thì cái phần mông của thân sau so với phần mông thân trước trên áo đầm thì mình làm bằng nhau chứ nó không rộng giống như áo kiểu nha. Thì các bạn thấy là mình thực hiện xong được cái phần thân sau của áo dựa trên cái phần thân trước. Bây giờ mình lấy ra. Dài đầm thì các chị kéo dài thêm nha. Còn đây giấy của mình nó hơi ngắn cho nên mình chỉ cắt dài như nó thôi. Xong được cái phần thân, bây giờ đến qua cái phần tay áo. Phần tay áo của cái màu áo này á, thì các chị thấy là nó sẽ có cái phần may dính cái phần đầu tay lên trên cái phần tay áo nè, chị thấy không? Thì mình cũng thực hiện nó như sau. Mình đo được cái dòng nách thân trước và dòng nách thân sau ha. Cũng dùng thước để đo. Ở đây mình đo được là 23. Bên góc này các chị cũng đo này được là 22. Có hai cái dòng nách trên thân nè. Rồi, bây giờ mình sẽ kẻ một đường. Từ trên này các chị xuống là lấy cho em là bằng ngực chia cho 10 cộng cho 3. Dòng ngực ở đây của mình là 86. Chị chia cho 10 cộng cho 3 là bằng 8,6 cộng cho 3 thì nó gần bằng là 12. Thì các chị đo cho em từ trên xuống dưới là gần bằng 12. Sau đó mình sẽ lấy con số 23 cộng với con số 22 làm các chị được 45, chia cho 2 là bằng 22,5. Lấy con số này các chị đặt vô cái thước đường xéo cho em là 22,5. Chia làm đôi. Chia làm đôi ha, xuống 1 phân, lên 2 phân. Rồi chúng ta sẽ có được một cái phần tay áo. Cửa tay này các chị lấy cho em nó là bằng từ 15 cho đến 16 ha.
rồi mình lăn thì các chị sẽ có được cái phần tay. Tay này mới là tay bình thường thôi, nó chưa có cái phần mà xếp cong ở trên. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần này ra. Cái phần xếp cong ở trên này á, thì nó sẽ có hai cách, một cách là các chị làm lìa, một cách là các chị làm rời. Em nhìn cái tay này coi, cái mẫu này thì các chị làm rời cũng ok, không vấn đề gì. Thì sau khi mà chúng ta thực hiện ra được cái phần tay này, các chị sẽ hình dung là chúng ta sẽ đáp cái phần nách tay nó vô ở vị trí này, đúng không? Thì bắt đầu từ ở dưới nè, từ ở dưới cái điểm này ha, mình lấy dấu nè, đó, nó ngang vô đây. Thì ngang vô đây nó sẽ có một cái miếng cong, rồi cái miếng cong này nó sẽ được bật ra ngoài và nó sẽ có được cái đường cong phía trên và phía dưới. Thì các chị sẽ xếp cho em một cái đường xếp đôi như thế này. Cái này là mình may kẹp ở ngoài, còn các chị muốn liền thì các chị dán đập lên này, các chị cắt thôi, xếp cong nó vào. Và mình nãy mình lấy dấu điểm này đúng không, điểm đầu nè, điểm cuối nè, điểm lấy dấu nè. Thì các chị sẽ chừa cho em ở đây là một phần, và ở trên này thì các chị sẽ lấy cái độ lớn giống như cái mẫu hình là bằng 3 phân rưỡi, và các chị sẽ cắt ra. Đó. Thì khi mình may nó vô trong cái phần thân áo, may vô phần thân áo ở đây, thì các chị sẽ kẹp cái miếng này, bắt đầu mí từ đầu đến mí cuối vòng qua, thì các chị bật ngang qua thì nó sẽ ra được cái miếng cong ở trên cái phần vai như thế này. Còn trong trường hợp mà các chị muốn làm cho nó liền nhau thì mình sẽ bật cái miếng này ra, các chị dán ha. Các chị dán thì khi mình dán cái đường này nó cong nè, các chị mở rộng này ra và chừa đường may, mình sẽ thấy may xếp nó lại. Đó, mình xếp nó lại như thế này, rồi sau đó thì chúng ta mới may mí nó lên một đường nữa để chồng nó qua. Rồi sau đó cái đường này các chị mới ráp vào thân thì nó sẽ ra được cái mẫu tay giống như hình. Thì đó là cái cách mà mình chia sẻ cho chị em mình thực hiện cho cái mẫu áo đầm này. Cảm ơn đã xem. Và nếu có phần nào không rõ thì các chị cứ bình luận vào bên dưới, mình sẽ xem và trả lời ha. Chúc các chị thành công và luôn xinh đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.